số gì ra đi hút gốc 21 đi hút gốc. Đừng để sụp dừa từ nghiệp tiền tụi em nha. Chỉ còn một dòng đợi cuối cùng thôi. Tha thiết cho mà quý vị ủng hộ cho mỗi người 1-2-3 vé. Để dòng đợi này tụi em mở thưởng luôn. Sau dòng đợi này chúng ta đến với dòng đợi đổi vé. Quý vị dùng 5 vé thưởng của dòng đợi vừa qua. Những dòng đợi mà quý vị chưa trúng á, 5 vé cũ đổi thành 1 vé mới cho dòng đợi miễn phí cuối giờ. Và phần thưởng đó là một cái nồi chiên không dầu miễn phí cho vị nha. Còn cái bây giờ xin mời vị chúng ta bắt đầu do số. Một chị gái nữa đoạt giải luôn. Và chúng ta đã có hai chủ nhân may mắn đoạt giải vậy ơi. Và ngay bây giờ chúng ta đến với dòng đội đổi vé cho mình miễn phí. 5 vé cũ đã thành một vé mới thưa quý vị. Dạ, vé ô tô Hương Nam có số ký hiệu 003. Dạ đúng dòng đội. Dạ số dự định kia qua 35. 35 có con gì? 52. Dạ 52 có luôn quý vị. 28. 28 có 3. 19. Dạ 19 có 4. Vâng ạ, dạ tôi chỉ nhớ 161 đúng rồi. 35 thì ra. Dạ có 1. 52. 52 có 2. 28. 28 có 3. 19. Dạ 19 hoàn toàn chính xác. Vâng, hai chị nhân kinh tạo phẩm chúng ta chia đều nha. Vâng ạ, tặng cho mọi người một ấm trà. Mọi người ngắm trà. Chị giá 500.000 đồng. Ta cảm ơn anh chị rất là nhiều, rất là may mắn. Dạ quý vị ơi, và ngay bây giờ chúng ta đến với dòng đội vé. Quý vị đổi vé hết thì em mới dò. Và đặc biệt đây là dòng lòng miễn phí, dùng 5 vé cũ để thêm 1 vé mới. Và nếu quý vị có 8 vé vẫn sẽ đổi được 2 vé nha. Cứ 5 vé mà đổi được 1 vé, còn lẽ ra 1, 2, 3 vé vẫn đổi được thêm 1 vé nữa thưa quý vị nha. Và đây là dòng lòng miễn phí cho nên chỉ có 1 phần quà thôi. Nếu xảy ra trường hợp kinh trùng, chúng ta sẽ quay số ai số lớn nhất sẽ nhận về cho mình, đó chính là giải thưởng. Kìa bên đây nè, vé bên đây là những cái đẹp ơi. Một cái nồi chiên không dầu à. Chỗ cao cà phê nè, đó quá cho anh chị chưa đợi vé bên đó đó. Rồi bên đây nữa nè. Rồi lấy vé đó thêm nè các em ơi. Một chạy đi, nãy giờ em lượm vé đó mà. Chạy đi. Được chưa? Rồi, ok. Rồi
Rồi, và quý vị lưu ý là cái dòng loại này là dòng loại đổi vé cũng như là dòng loại cuối cùng, cho nên là tụi em không có kêu bằng nhạc nhớ mày nha. Tụi em chỉ kêu sống như vậy thôi, kêu chai. Ra số máy tiệm đọc số đóng điện đánh vô nha, gặp vô để tại vì có rất là nhiều anh chị đó là đổi được rất là nhiều vé, cho nên đây nè, trời ơi 2, 4, 6, 8 vé. Anh trai này đổi ở dưới kia một bàn luôn kìa đó. Đó, má trời đó luôn đó. Thì cho nên là tụi em sẽ đọc rất là chậm, cũng như là không có nhạc luôn, để quý vị chơi lô tô giống như là Tết mình chơi ở nhà với gia đình đúng không vị? Rồi ở dưới mình đã hết chưa ạ? Dạ có ai chưa đổi mình vô vé lên giùm em đi quý vị. Bên đây nè mọi người ơi. Bên đây nè đổi chưa? À, bên đây nè còn một người bên đây nè. Cương ơi, tốt quá, mình đi về bên đây nè Cương ơi. Đó, rồi. Và ngay bây giờ xin mời vị chúng ta bắt đầu. Do số. Rồi, hồi hộp và chờ đợi. Số đầu tiên 39. 39. Gặp vô cái gì? 39. 39. 39. Số nào cái giọng đó? Số gì ra? 40 xào khao sáo. 40 xào. 40 xào khao sáo. 40 xào. 46 cái gì? Rồi. Ê cô giống ma lắm. Như vậy nó ăn đó. Giống ăn thì 43. 43. 43. 43. Thì sao con mi này nặng có gì ba? Không, cái giọng của em nặng á, tăng lên tăng lên. Lớn 43. Lớn lên được. 43. Số gì đây? Cung đàn đã gậy. 37. Trời có 37. Có nhạc nền nữa cái gì? 37. Cái gì đang đến dưới? Chuyện ma. Cũng nguyện 1000. 23. 23. 23. Con chết rồi. Ủa cái ghê bà nội ơi. Bà nội biết không? Trời ơi là thật. 23. 23. Quan ức quá. Quan ức quá. 12. Giả mạng cho ta. 12. Thục 40. 40. 40. Đó là 40. 40. 40. Số gì ra? Đi hút thuốc. 21. 21 là vé cờ hơn. Bé đi hút thuốc. Kính thưa quý vị nha, 21. Dự điểm khi qua đã có hai chủ nhân may mắn độc giả. Tụi em sẽ đếm được dò số mẹ ơi bé ơi. Ra xin ra những cái đẹp ơi. Trời ơi mà đi hút cốt mà sợ ma muốn chết vậy đó. Có cười vui sao cười. Trời ơi là trời. Cái bé đẹp rồi. Có xe ma. Ai dò đi. Ok. Rồi. Dạ rồi. Vòng loại 797. Đúng dòng loại đúng ký hiệu luôn thưa quý vị nha. Và con số may mắn đợt giải đó là 21. 21 có 1. 12. 12 có 2. 37. 37 có 3. 4 chuột. 40 có 4. Hợp lệ. Rồi 32 dạ, giải 499. 21. 21. Trời mày kiếm mà mày còn quên. 37. 37 có 2. 40. Có 3. 12. Có 4. Chạy chủ nhân tiếp theo dòng loại 901. Đúng cái hiệu đúng dòng loại. 21. Có 1. 12. Có 2. 37. Có 3. 40. Có 4. Hợp lệ thưa quý vị. Dạ thưa quý vị, bây giờ chúng em xin phép được quay số. Quay số ở đây nhau vị nha. Đó. Để mà chúng ta sẽ chọn một cái bao nhiêu. Do từ từ nha. Rồi, kính thưa quý vị. Rồi, giấu vô con ơi. Thích gì? Hồi hộp và chờ đợi. Bé gái. Bé gái cho chúng con. Rồi, 51. Hộp thư thoại. Cuốn xéo. 57. Trời ơi. Bé gái, con gái. Bé gái, nha. Bé gái 57 rồi. Dạ, 51. Còn bên đó là 57 là anh trai. Trao thưởng cho các người đẹp ơi. Dạ rồi, dạ cảm ơn anh rất là nhiều. Quý vị đang mặc áo logo Nam, cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và xin hẹn các bạn quý vị lúc 18:30 tối đêm mai với chủ đề Nhạc Hội Song Ca. Thay mặt áo logo Nam, cảm ơn tất cả quý vị. Và xin được chào đón quý vị ở ngày mai tại Đầm Sen quê quý vị nha. Xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Và xin chúc cho quý vị cái gì yêu đồ bình an. Quý vị đừng quên đúng 18:30 ngày mai. Chúng em chuyển phục vụ quý vị tại Đầm Sen quê. Xin chào.
xin chúc mừng quý vị ngay về thủ đô Việt Nam có một chiếc vụ rất là ngon và dàn đầy Hàn Quốc. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.